chào quý vị khán giả đang theo dõi Phong thủy giàu sang, kênh thông tin về tử vi, phong thủy và đời sống. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn dồi dào sức khỏe và tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, đôi chân thon dài là mơ ước của phần lớn phụ nữ, nhưng nếu không may mắn sở hữu bắp chân to thì cũng đừng tự ti, bởi đó là quý tướng mà không phải ai cũng có phúc được hưởng. Nhân tướng học tiết lộ rằng hình dáng đôi chân không chỉ đơn giản quyết định tính thẩm mỹ về hình thể, mà trên một khía cạnh khác, nó còn nói lên nhiều điều về bản chất của con người và những điều có thể xảy ra trong tương lai vận mệnh. Theo đó, các chuyên gia xem tướng đã nhận định rằng bắp chân to là dấu hiệu cho thấy tướng mạo phụ nữ có phúc, có thể mang tới may mắn cho mình và người thân. Cụ thể ra sao? Mời quý vị theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Thứ nhất, phụ nữ bắp chân to, sống bản lĩnh và lý trí. Nếu bạn gặp một cô gái có bắp chân to và thấy không thích tính cách của cô ấy cho lắm, đừng vội quyết định rằng mình sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa nhé. Một trong những nét tính cách nổi bật của người phụ nữ bắp chân to là họ có phần sốc nổi, ruột để ngoài da. Thiếu kiểm soát cảm xúc, họ dễ bị mất bình tĩnh khi có chuyện xảy ra, cũng không giữ được bí mật, nói thẳng nói thật mà thiếu khéo léo nên dễ khiến người khác mất lòng. Tuy nhiên đó chỉ là khi ta gặp họ lần đầu và chưa hiểu rõ về con người của cô gái này. Nếu được cô ấy đem lòng yêu thương và lấy làm chồng thì bạn là người có phúc phận lắm đó. Bởi cô gái này tuy thiếu khéo léo khi ăn nói nhưng thực tâm thực bụng. Họ là người tốt tính, luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác, đôi khi còn vì người khác mà làm tổn hại đến lợi ích của bản thân. Sâu bên trong con người họ là sự lý trí và quyết đoán. Như những bông hồng thép, họ có bản lĩnh và ý chí kiên cường. Những chuyện bất ngờ xảy ra chỉ khiến họ mất bình tĩnh ban đầu. Sau đó họ sẽ tự trấn an bản thân và chiến đấu bằng hết sức lực của mình. Thế nên cô gái này là người có thể cùng bạn chung hoạn nạn, không vì thấy bạn đời khó khăn mà từ bỏ để tìm nơi an nhàn hưởng lạc. Một điểm nổi bật nữa ở phụ nữ có bắp chân to là họ có sự tự tin và sáng suốt đáng ngưỡng mộ. Quyết đoán và có con mắt thẩm mỹ cao, người đàn ông nào mà họ chọn không bao giờ là người tầm thường. Khi có cảm tình với ai, họ không ráo riết theo đuổi mà biết cách nắm chặt rồi buông lơi để người đàn ông thấy hứng thú và quyết tâm hơn trong chuyện tình. Phụ nữ sở hữu nét tướng này sẽ cố gắng để tình cảm phát triển tự nhiên chứ không cưỡng ép, không phải là người phụ nữ dịu dàng, nhưng khi yêu họ cũng trở nên mềm mại hơn, có khi còn biết làm nũng rất đáng yêu, khiến cho không người đàn ông nào có thể từ chối được mong muốn của họ. Thứ hai, phụ nữ bắp chân to, may mắn, tài lộc dồi dào. Con đường sự nghiệp của người sở hữu nét tướng này khá hanh thông, họ dễ dàng thành công và tạo dựng được vị trí của mình. Tuy nhiên để có được điều này, họ cũng cần phải trải qua nhiều thử thách. Thời trẻ, mới vào đời cũng lận đận ngược xuôi, dù chăm chỉ cố gắng nhưng thành quả lại bị người khác lấy mất. Tính cách mạnh mẽ và quyết liệt giúp họ chống đỡ được những thất bại gặp phải lúc đầu đời, cũng vượt qua được những khó khăn trắc trở do bị tiểu nhân hãm hại. Theo đó, con gái bắp chân to từ tuổi 35 trở đi sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển, tài lộc dồi dào, đường tài lộc rộng mở hiếm thấy. Cô gái này dù xuất thân nghèo khó thì bằng ý chí và sự may mắn có được cũng sẽ nhanh chóng đổi đời, kiếm tiền nhiều, giàu có là chuyện đương nhiên. Một điều cần nhắc nhở chủ nhân của nét tướng này đó là trong chuyện tình cảm nên mềm mỏng hơn, tinh tế hơn để không khiến mối quan hệ xảy ra rạn nứt, vợ chồng bất hòa. Nhưng nói chung thì họ là người thông minh và biết suy nghĩ, luôn lo lắng cho người khác, lại biết quản lý tiền bạc nên cuộc sống gia đình vẫn ấm êm. Cô gái có bắp chân to dễ được gả vào nhà giàu có, con cái sau này lớn lên cũng giỏi giang không kém, người chồng mà họ gửi gắm tình cảm cũng là người tài giỏi, thành công trong sự nghiệp. Thứ ba, phụ nữ có bắp chân to mang lại phúc khí cho chồng con. Bắp chân to ở phụ nữ là tướng vượng phu ích tử, có thể nói họ là người mang đến may mắn cho chồng mình. Nếu không thể giúp đỡ bằng chính sức lực của mình thì họ cũng sẽ có cách khác để giúp chồng thành công hơn trong sự nghiệp, chuyện làm ăn ngày càng phát đạt, phú quý bền lâu. Tài lộc của gia đình ngày càng nhiều, hai bên cha mẹ nhờ thế mà cũng được hưởng phúc. Cuộc sống gia đình của người phụ nữ sở hữu nét tướng này thường rất hạnh phúc, đầm ấm, họ mang lại cảm giác dễ chịu và an tâm cho người thân của mình, khiến cho ngôi nhà trở thành nơi trú ngụ an toàn giữa sóng gió cuộc đời. Con cái ngoan ngoãn, được cha mẹ dạy dỗ tử tế nên người, sống hướng thiện, biết cảm thông và chia sẻ với mọi người, lớn lên giỏi giang thành đạt, khiến cho cha mẹ không khỏi tự hào.
Bắp chân to xưa nay nhiều người chỉ thấy tự ti mặc cảm vì không mang tính thẩm mỹ cao. Ít ai biết được, người sở hữu bắp chân to lại có số hưởng giàu sang phú quý, hạnh phúc cả đời. Vậy quý vị có biết, ngoài bắp chân to, con người sở hữu những bộ phận nào to trên cơ thể cũng sẽ được hưởng giàu có suốt đời hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp nội dung ngay sau đây để được giải đáp thắc mắc trên nhé! Thứ nhất, tay to thì tài lộc đầy nhà. Người có đôi tay to thường có tấm lòng khoan dung độ lượng, là người nhân hậu, hiếm có trên đời. Họ chẳng bao giờ vụ lợi mà luôn rất khiêm nhường. Nhờ thế mà đường nhân duyên rất tốt, được quý nhân trợ giúp nhiều trên con đường tài lộc. Đôi bàn tay to chẳng những có thể hút tài mà còn có thể tụ tài. Tiền bạc kiếm được không phải là chuyện gì quá khó khăn. Cũng biết cách quản lý tài chính nên hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu. Có thể nói đa phần người có đôi bàn tay to thường là tướng người giàu có, sung túc. Tài sản mà họ có được đều là nhờ công sức bỏ ra, từng chút một tích góp lại mỗi ngày. Họ chẳng ngại khó ngại khổ, tuy không phải chịu cực nhọc vô vàn, nhưng cũng phải bỏ công bỏ của, kiên trì vững bước thì mới có được thành công. Nam giới mà tay to thì có số làm quan, đường công danh sự nghiệp hanh thông rộng mở, quyền lực nắm trong tay, chẳng phải lo sợ ai, tài lộc cũng từ đó tự nhiên mà có. Nữ giới có đôi tay to là nội tướng trong nhà, quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, vun vén chăm lo cho đời sống tinh thần, kinh tế, trong nhà không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, nhọc nhằn. Thứ hai, miệng rộng thì giàu sang phú quý. Các cụ ta có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Nhưng đó chỉ là cách nói vui, châm biếm, thói buôn chuyện, lê la đôi mắt của phụ nữ mà thôi. Kỳ thực thì theo quan niệm nhân tướng học, người có khuôn miệng rộng là tướng đại phú đại quý, tiền bạc tự tìm đến, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Miệng rộng cũng giống như cửa nhà kho lớn, tài lộc ào ào đổ về, không có gì ngăn trở được. Người có tướng như vậy thường giỏi xã giao, có duyên ăn nói, cũng biết nắm bắt thời cơ, tinh tế đánh trúng tâm lý của người đối diện. Chỉ qua một cuộc nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được huyền cơ ẩn chứa phía sau. Khuôn miệng rộng mang lại cho họ nhiều điều cát lành khó ai sánh nổi, tiền tài cứ thế tự nhiên mà chảy về túi. Tướng người giàu có chính là đây. Thấy ai miệng rộng thì đừng chê bai họ nhé. Thứ ba, chân to thì tài vận vững vàng. Những người có đôi chân to, bàn chân lớn, tính cách thường trầm ổn, sống thực tế, không phù phiếm xa hoa. Họ không thích nịnh bợ người khác để lấy lợi cho mình. Quyết đoán trong mọi chuyện, cũng rất hiệp nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Lại buông lấy chữ tín làm đầu, nên họ được nhiều người yêu mến và tin tưởng. Vận quý nhân cũng hưng vượng vô cùng. Người như vậy thì không bao giờ vận khí sa sút được, chẳng cần nói cũng biết họ tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Tuy thời trai trẻ, họ phải chịu khá vất vả trong cuộc sống, do vận số phải thế, chứ không phải bản thân họ không có tài năng. Song những kinh nghiệm xương máu tích lũy được trong khoảng thời gian ấy vô cùng quý báu, cho họ những bài học không gì có thể đánh đổi được. Nhờ thế mà trung vận chính là thời điểm mà người này chuyển mình mạnh mẽ, một tay gây dựng cơ đồ, khiến cho bao người trước đây từng coi thường họ phải ngỡ ngàng. Chí hướng cao xa, tham vọng lớn, người có chân to dùng chính tài năng và bản lĩnh của mình để trở thành người giàu sang phú quý. Giàu sang nhưng họ không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ tính hồn hậu chất phác và cũng thương người quý người. Thấy ai khốn khó, họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, càng chẳng nói đến những người có ơn với mình, họ lại càng biết ơn mà báo đáp vô cùng hậu hĩnh. Sởi lởi trời cho, bo bo trời phạt. Sự phóng khoáng mang lại cho họ thêm càng nhiều cơ may, tài lộc, tiền bạc đầy nhà. Vậy là trong video vừa rồi, Phong Thủy Giàu Sang đã giúp quý vị giải đáp những thắc mắc về số mệnh của người phụ nữ sở hữu bắp chân to và rất nhiều thông tin khác về thuật xem tướng đoán vận mệnh con người thông qua các bộ phận trên cơ thể. Hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành và ủng hộ các video tiếp theo của Phong Thủy Giàu Sang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.